Puka lộ bụng bầu to vượt mặt, đã có tin vui về Tuấn Kiệt. Sau nhiều năm hẹn hò, tháng 11 năm 2023, Puka và Ginh Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà bằng loạt lễ cưới gây chấn động ít. Kể từ đó đến nay, Puka và Ginh Tuấn Kiệt được dân tình thúc giục chuyện có con, cho đến mới đây mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh Puka lộ bụng bầu to vượt mặt, nghi vấn cô nàng đang có tin vui. Theo đó, trong ảnh, Puka khoe nhan sắc xinh tươi dù ăn vận đơn giản, mặc một và đang ở nhà. Đáng chú ý trang phục trọng đã khiến dân tình cho rằng cô nàng đang mang bầu. Thế nhưng trên thực tế, đây chỉ là những hình ảnh của được Buka đăng tải năm 2021 và hiện nay bất ngờ được chia sẻ trở lại. Thời điểm đó, Buka cũng lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai, cho biết là do trang phục và tướng nằm khiến vòng eo cô to bất thường. Đến chính lại là eo em vẫn còn nhỏ lắm. Do cái sao đùm sọc ngang và tướng nằm nha bà con, Buka từng lên tiếng giải thích. Buka từng lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai, Chiều ngày mùng 9 tháng 5, VUCA khiến một bộ phận khán giả lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái có nội dung với AB cường ngọt Hope and Air, tạm dịch là đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Trước câu nói này của nữ diễn viên, đa số người hâm mộ đều để lại bình luận động viên cô nàng, dù không biết là Bu hy vọng điều, nhưng cũng mong Bu thành công may mắn mà mọi sự tốt đẹp đến với Bu, mong Bu sẽ luôn gặp may mắn và thành công, mong em luôn luôn may mắn và ăn yên thành của mạnh khỏe để làm việc cống hiến mang tiếng cười cho mọi người. Hiện Buka có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc bên cạnh Linh Tuấn Kiệt sau khoảng nửa năm kết hôn. Cả hai vẫn phát triển sự nghiệp riêng cùng nhau, hết mực tôn trọng đối phương. Hình ảnh mới nhất của Buka, cô nàng vẫn thể hiện sự vui vẻ, tư tắn mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, nói về những thay đổi sau khi kết hôn, Buka nói thật ra cuộc sống hôn nhân của cô và ông xã chỉ mới bắt đầu chỉ lâu. Tuy nhiên theo nữ diễn viên, sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước, Puka từng trải lòng.